Thưa quý vị khán giả, cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm, cái gì mới mà hay thì phải làm. Đó chính là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đời sống văn hóa mới. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta, mặc dù bận trăm công ngàn việc chuẩn bị cho cách mạng giải phóng dân tộc, nhưng người vẫn thường xuyên lo nghĩ, vẫn dành tâm trí xây dựng một nền văn hóa mới, đời sống mới. Điều này càng thấy rõ trong phong trào xây dựng đời sống mới do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động vào tháng 1 năm 1946. Và đặc biệt, tháng 4 năm 1946, người đã ký sắc lệnh thành lập Ủy ban Trung ương Vận động Đời sống mới. Tháng 3 năm 1947, người đã viết cuốn sách Đời sống mới để hướng dẫn việc xây dựng đời sống mới trong các tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội. Đặc biệt, cuộc vận động ngay sau đó trở thành một phong trào quần chúng sôi nổi, rộng khắp, ngay cả lúc cách mạng mới thành công và nhân dân ta phải đi ngay vào cuộc kháng chiến chống ngoại xâm hết sức khốc liệt, cuộc sống còn trăm bề thiếu thốn. Khái niệm đời sống mới được Hồ Chí Minh nêu ra bao gồm cả đạo đức mới, lối sống mới và nếp sống mới. Ba nội dung ấy có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đạo đức đóng vai trò chủ yếu. Đạo đức gắn liền với lối sống và nếp sống. Chính vì vậy, việc xây dựng đạo đức mới phải được tiến hành đồng thời với việc xây dựng lối sống mới và nếp sống mới. Muốn xây dựng đời sống mới, trước hết là phải xây dựng được đạo đức mới. Vấn đề này người đã chỉ ra rằng, thực hiện đời sống mới là cần kiệm liêm chính. Nếu không giữ được cần kiệm liêm chính, dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Còn nêu cao và thực hành cần kiệm liêm chính, tức là nhen lửa cho đời sống mới. Thứ hai, phải xây dựng lối sống mới có lý tưởng, có đạo đức, theo hướng văn minh, tiên tiến, kết hợp hài hòa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Cùng với việc bồi dưỡng nâng cao đạo đức, việc xây dựng đời sống mới đòi hỏi phải sửa đổi những việc rất cần thiết, rất phổ thông trong đời sống của mọi người, tức là sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc. Theo Hồ Chí Minh, phải xây dựng một phong cách khiêm tốn, giản dị, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, vệ sinh, yêu lao động, biết quý trọng thời gian, ít lòng ham muốn về vật chất, về chức, quyền, danh, lợi. Trong quan hệ với nhân dân, bạn bè, đồng chí, anh em thì cởi mở, chân tình, ân cần, tế nhị, giàu lòng thương yêu quý mến con người, trân trọng con người. Đối với mình thì chặt chẽ, đối với người khác thì khoan dung, độ lượng. Người cho rằng cách ăn mặc phải sạch sẽ, giản đơn, chất phác, chớ lượt thượt, xa xỉ, lở loẹt. Không phải người phủ nhận nhu cầu chính đáng của mỗi người trong việc cải thiện và nâng cao điều kiện sinh hoạt của mình ngày càng tốt hơn. Ai mà chẳng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn, mà một người nào đó muốn riêng hưởng, ăn ngon, mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức. Thứ ba là xây dựng nếp sống mới theo người. Quá trình xây dựng lối sống mới cũng là quá trình làm cho lối sống mới dần trở thành thói quen ở mỗi người, thành phong tục tập quán của cả một cộng đồng trong phạm vi một địa phương, hay mở rộng ra cả nước và gọi là nếp sống mới hay nếp sống văn minh. Nếp sống mới mà chúng ta xây dựng phải kế thừa những truyền thống tinh thần tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc ta. Vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống văn hóa mới là điều cần thiết, cấp bách trong thời đại hiện nay, thời đại kinh tế thị trường kéo theo nguy cơ biến đổi các giá trị văn hóa truyền thống. Sự thực đó đòi hỏi chúng ta càng phải nghiêm túc học tập và làm tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống văn hóa mới sẽ đáp ứng được yêu cầu chung của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng được sự mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Mục Học Bác mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này ngày mai.